Chào quý cô bác, quý anh chị đã đến với kênh Sáng Bé Hành Trình. Thì hiện tại Kỳ đang đi vô nhà của cậu Út để thăm nhà, là sẵn đó để trao tiền cho cậu Út giùm một chị Mạnh Thường Quân. Thì mình sẽ vô nhà cậu Út nha. Ồ, đây là căn nhà của cô Út nè. Thì nhà cô Út ở đây thì giống như ở tạm vậy thôi, người ta cho ở thấy tội quá, người ta cho ở chứ không phải là nhà của cậu Út. Thì cô Út đang phía bên đang làm rau hay gì. Ô, làm gì cậu? Con chào cậu. Trồng cải. Trồng cải ăn hả? Chứ ai cho. Trời ơi. Này dậm thêm. Này cái gì cậu? Cải. Không có sao. Làm cái cậu. Trồng cải dậm thêm. Trồng để ăn ha. Cái trồng sớm ăn luôn. Không có bán cát gì đâu. Trồng, ở đây cậu có trồng cây rau nè. Dạ. Trồng cải. Dạ, mấy ngày khỏe không cậu? Dạ. Mấy ngày cậu khỏe không? Dạ khỏe. Mà bệnh rồi bị trúng dần số rồi không có tiền bán. Dịp nào nữa? Dịp bữa hổm. Mới đây nữa hả? Ừ. Thì trời, bà bán đâu mà dịp không? Nó giật ở trên cột cây me. Trời ơi, gầu chết không? Đi cà thọt. À, khổ rồi gặp cái eo nữa. Thì cậu đang làm nè. Thì nghe cậu nói đó, mấy em gài là cậu không có đi bán cái số được. Lý do là cậu bị giật cái số. Thì hôm nay sẵn đây con lại thăm cậu. Thì có một chị Mạnh Thường Quân. Dạ. Chị đi tiền vậy. Có gửi tặng cho cậu là 1 triệu để mà cảm ơn, để mà mua gạo hoặc là thức ăn gì của cậu để xài qua cái đỡ đó đó. Dạ. Dạ. Cũng cảm ơn cô Mạnh Thường Quân đó. Dạ. Chị cảm ơn chị Tiên hay chị Tiền không quên này. Hả? Chị Tiên hay chị Tiền vậy không quên. À, vậy cảm ơn cô đó. Dạ, thì giúp đỡ tôi nhiều hay nhiều thì tôi ăn đã khổ vậy thôi. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ, cô ít lòng nhiều quá cậu. Cảm ơn cô, cô ít lòng nhiều. Dạ dạ. Thì dạ. Kỳ đi vô trong để nói chuyện với cậu vậy anh tay. Dạ. Kỳ sẽ đi vô trong. Ở đây thì cậu trồng mấy cái rau nè. Trồng ớt rồi. Ớt rồi đủ thứ chứ. Dạ. Thì hôm nay Kỳ cũng ghé là cũng như thăm cái sức khỏe của cậu. Rồi sẵn đó thì gửi quà giùm chị Tiên Mạnh Thường Quân. Dạ. Đã thấy hoàn cảnh của mình thấy thương nên chị gửi tặng cho cậu. Dạ. Rất thì, cảm ơn. Dạ thì em cũng thay mặt chị cậu để mà chân thành cảm ơn chị rất là nhiều, tấm lòng rất là quý. Dạ. Dạ. Vậy thôi. Dạ. Vậy cũng cảm ơn. Cũng được vậy rồi. Dạ. Chứ không biết nói gì hơn. Dạ, vậy lấy mấy ngày mà đâu làm nha cậu. Con có làm gì ra đi vô không? Dạ không có đi bán nữa hả? Không có đi bán, tiền đâu đi bán. Dạ hôm qua con tính ghé mà buổi chiều rồi con không ghé được cậu, trễ quá rồi. Dạ, tối hù rồi, bây giờ con không ghé, hôm nay con mới ghé nè. Dạ có nhiều đỡ mấy nhiêu thôi. Dạ. Dạ cảm ơn nhiều. Dạ dạ. Chứ nhà rải rồi cái bắt đầu cái mình nhổ lên mình phải dặm lại. À vậy là mình giống như mình tách nó ra hay sao cậu? Nó lên như vậy nè. Lên y như vậy nè. Vậy là mình rải hột hả? Rải hột xong chui rải hột từ hột một lỗ. Đạo ấy lỗ vậy nè. Dạ. Rồi bắt đầu rồi cái là mà nó lên nữa là bắt đầu mình nhổ. Nhổ mình mới ra gầy vậy ra. Mình chiết ra ha. Chiết ra. Chứ không chiết ra nó cũng khó khăn lắm. Chứ không phải chuyện đơn giản nên là mà ăn cải mà ấy. Ăn mấy đợt rồi. Cho chùm sớm rồi. Cho chùm sớm hết. Yeah. Cho có tình có nghĩa. Yeah. Ở đây mình đau bệnh cũng có người ta chạy tới chạy lui. Yeah. Ở đây nói vậy đó. Đại khái cậu trồng cải xanh, ớt. Ở đây là cây gì cậu không quên rồi cậu? Cải lá son. Cải lá son hả? Hai. Cải lá son. Dạ. Thì ở đây có những cái cây gì cũng quên rồi ta? Nghệ đồ. Cây này cây gì tự nhiên quên nghệ. Không cái này cây hút lốt à, hút lốt thì quên ớt. Thì cái vườn rau mini của cậu ở đây thì đại khái cái khu đất ở đây là của người ta cho cậu ở nhờ thôi. Thì cái căn nhà này thì cũng vậy,
Đó, thì phía bên ngoài mình nhìn vô nè, ở đây là cái vàng mốp của cậu để trồng. Trồng mốp mà nó chết rồi đó, rồi bây giờ đang bỏ xuống được rồi đó. À, mình trồng thêm ha. À, để bỏ xuống, bỏ hột xuống rồi xong chui rồi vài bữa nữa lên. Dạ. Là ở sớm này muốn ăn gì ăn. Ừ, ai ăn là đáng. Ngược lại á, hành á là người ta cũng như ở sớm này không có nửa đêm. Nó qua là nó nhổ lên nó ăn. Ừ. Mình không có nói gì hết, cái đó của mình có cái đức của mình. Dạ dạ, chồng cho ba tánh đồ ăn luôn ha. Ừ. Chung cho vui. Cho vui chứ có một dạ. Mình buồn lắm. Dạ. Là tôi không có bằng gì được á, thì tôi phải làm vậy có cái phước. Dạ. Tôi nói vậy được không? Mời mời. Chứ tôi không có biết cái gì hết á. Dạ. Rồi trồng ba cái quế mà chưa có lên hết. Ừ. Ớt ăn trước nữa đó. Dạ. Đó. Chứ mày cậu cậu chậu cùng cậu có rất là siêng trồng những cây rau cải. Hỏi, rồi hỏi mà tôi trồng nổi không rau tốt rồi kia. Ừ. Tôi đâu có làm vàng nổi. Dạ. Đâu có cây đâu mà làm. Dạ, cái này trồng mớp này mình phải kiếm cây đồ này kia. Chứ mình phải mua cây. Dạ. Không có mua cây làm sao làm? Chứ đây đâu có cây sẵn đâu làm. Ờ. Cái là tôi lôi về đó. Ừ. Tôi đốn ở bên kia á. Ừ. Tôi leo tôi đốn á. Tôi đốn rồi cái mướn xe chở về 20 ngàn. Dạ. Chứ đâu phải muốn có là có liền đâu. Ừ. Phần ở gần khu vực chợ Chi Tôn là nên cậu cây cầu quý gắt kiếm rất là hiếm. Còn như cái vùng quê thì vùng quê cái... nếu mà có cây là tôi vàng mướp. Dạ. Đi với vàng bầu là cậu thấy là dạ, hết hồn luôn. Rất là nhiều. Nói chung thì cậu cũng có một tấm lòng để mà trồng những cái rau cải lên để cho bà con ở đây ai muốn dùng thì dùng, muốn ăn đại khái đó ăn cho vui đó các quý cô bác anh chị. Thì video của Kỳ con chúc cậu nhiều sức khỏe. Dạ. Yeah. Thì cảm ơn quý cô bác quý anh chị đã xem kênh Sống Bản Trình. Thì Kỳ sẽ kết thúc video đây. Hẹn quý cô bác quý anh chị những video tiếp theo của Kỳ.